Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Legend Family. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn lại một lần nữa vị tướng Hayate này. Vì đợt trước thì mình có giới thiệu cho tất cả các bạn về vị tướng Hayate này, nhưng mà đánh mới có 6 phút là dân chúng nó GG ở trên rồi. Nên bây giờ hôm nay mình quyết tâm mình sẽ làm một clip nó dài thòn thòn lòn luôn để review về con Hayate này với full bộ trang bị nha. Rồi, tỷ số hiện tại thì đội mình đang ăn một chút xíu. Ăn có nhiêu đâu, có 6 mạng à. Hayate vẫn còn mạnh như bình thường ha. Yêu đu tăng mà đánh nhà dài phát cái bay hơi rồi. Mà nói tới khỏe mình mới nhớ chứ. Nếu như từ nhỏ tới lớn thì ai mà trẻ ước mơ mình làm siêu anh hùng chứ đúng không nào. Rồi, chúng ta có khả năng có thể bay như một loài chim, bay như hoặc là chúng ta khỏe như là một con trâu, hoặc là chúng ta nhanh như chớp để có thể bấm subscribe, like và share cái clip này của mình nha. Đó, rồi, nhưng mà siêu anh hùng thì phải có cái gì đó đặc biệt chứ đúng không? Thôi bây giờ mình nói về bay đi ha. Từ xưa tới giờ con người luôn luôn mơ ước có khả năng có thể bay lượn trên cao, bay như một loài chim, tôi ước tôi hóa thành bồ câu trắng đó. Nên bởi vậy con người đã chế tạo ra được rất là nhiều thứ, ví dụ như là máy bay, trực thăng, hay là kể cả hiện đại hiện nay thì người ta đã chế tạo ra luôn cái thảm bay rồi. Con người chưa thực sự là bay được. Con người chưa thực sự là chính bản thân mình có thể bay được như một con chim đuôn thần thánh hơn con người ở chỗ là thần thánh biết bay. Đúng không nè? Thần thánh mà không biết bay thì mỗi lần thần thánh xuất hiện, ông bụt xuất hiện, cái nói thôi con ở lại nha, ta đi đây. Xong mà cái đi lững thững, hoặc là đi bộ, hoặc là kêu ông xe ôm ơi, đường này về La Mã vậy ông xe ôm. Trời đất ơi, giờ này thì dân chúng, xã hội nó còn coi mình ra cái gì nữa, đúng không? Nên bởi vì thần thánh mới biết bay lên mỗi lần thần thánh xuất hiện, cái thôi ta đi đây, ta mới bay, đúng không? Vậy thì nếu như con người chúng ta biết bay thì nó sẽ như thế nào? Chúng ta biết bay thì chúng ta có thể đi đến những nơi mà có cần sự giúp đỡ của mình để mà giúp họ, đúng không? Vậy thì nếu như chúng ta biết bay thì sẽ có những cái bất lợi như thế nào ha? Cái bất lợi đầu tiên á thì chắc chính là chim. Chính xác, chim. Có rất là nhiều chim trên bầu trời. Máy bay cần phải tốn một lượng lớn tiền để có thể đuổi chim đi trong lúc máy bay. Tại vì khi chim bay mà máy bay đâm trúng con chim một cái á, là máy bay sẽ bị lủng, bị mướp, hoặc là bị hư thiệt. Cái máy bay nó bằng sắt mà nó đụng trúng con chim thôi là nó đã hư rồi, nó bị mướp rồi. Thì đó, bởi vì nếu như chúng ta bay mà cái mặt của chúng ta mà đâm vô con chim một cái là cái mặt của chúng ta mướp, cái mặt của chúng ta không, nó cái mặt của chúng ta bị mướp vô luôn các bạn à. Dạ, không được, chúng ta phải bảo toàn nhan sắc chứ đúng không? Siêu nhân thì siêu nhân, nhưng mà chúng ta cần phải đẹp trai hoặc là xinh gái đồ đó, vậy mới được đúng không? Nếu vậy á thì tôi nói tôi không bay nhanh nữa thì sao? Nếu như chúng ta không bay nhanh nữa thì trời đất ơi, tôi nói các bạn nghe nha. Khi mình tới bay tới giúp đỡ người ta rồi là dân chúng người ta đi về hết rồi, người ta đi ăn nằm dầm về ngủ nghỉ ỉa hết rồi các bạn ạ. Đó, nếu như giống như là có một vụ cướp xảy ra đi, trời ơi, mình bay lại cái là thằng ăn cướp nó cầm số tiền nó đi ăn 10 tô phở, 8 tô cơm, 2 căn nhà rồi, nó mua hết tiền rồi chúng ta mới bay lại. Vậy thì sao được đúng không? Còn nạn nhân thì nó sẽ nằm đó và nó chửi, trời ơi tại sao giờ này ông mới tới, nó lấy dép nó phan mình đó các bạn à. Đó, vậy không được như vậy đó, chúng ta phải bay nhanh mới được. Rồi, vậy thì nếu như chúng ta bay nhanh thì chúng ta sẽ bị vướng chim, và chúng ta bay chậm thì không được đó. Vậy thì sao ta? Vậy thôi mình giả bộ đi, giả sử đi, rồi chúng ta có một khả năng chống chim đi ha, chịu không? Giờ mình có một cái khả năng chống. Cái vấn đề chúng ta gặp phải tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ bị mù đường các bạn ạ. Chúng ta sẽ không thấy cái gì hết, chúng ta sẽ không biết chúng ta đang đi về đâu. Chúng ta sẽ bị mù đường như Zoro vậy đó, chúng ta đi hoài, đi mãi và chúng ta không biết là chúng ta đang đi đâu hết. Cho nên là chúng ta không thể vừa đi mà vừa bật Google Maps được, tại vì ở trên không làm gì có Google Maps mà bật, đúng không?
đâu phải là hy khổng hy không mà máy bay đầu tư cho rất là nhiều tiền để cho cái hệ thống radar, hệ thống dò đường đâu, đúng không? Để mà báo là chúng ta đang đi đúng đường, chúng ta đang đi đúng lịch trình rồi nè, chứ không phải giống như thằng kia. Mặt thằng kia nó chống chim nhưng mà được cái nó đi sai đường, nó không biết đường đi đâu hết trơn á đó. Mà chúng ta cũng không thể nào mà vừa đi vừa bay lên xong mà cái đáp xuống, bay lên đáp xuống, đi hỏi bác xe ôm ơi đường nào về La Mã vậy bác xe ôm ơi đường nào đi tới bà hai bán bún chay bác xe ôm, hoặc là bác xe ôm ơi đường nào chúng ta đi tìm cây bưởi mà không bị chửi vậy bác xe ôm đó. Hoặc là hỏi bác xe ôm đường nào đi về nhà của gia đình Huyền Thoại Legend Family để có thể bấm like, subscribe và share kênh YouTube của anh ấy vậy bác xe ôm đó, thấy chưa? Nội chúng ta bay lên bay xuống, bay lên bay xuống như vậy thôi là cũng đã hết giờ rồi, cho nên là như vậy cũng không được. Rồi, giả sử như chúng ta có thiết bị dò đường đi, chúng ta sẽ không bị mù đường như Zoro nữa. Vậy thì sao? Chúng ta sẽ rất là lạnh các bạn à. Biết tại sao không? Tại vì nội chúng ta đi lên máy bay thôi, máy lạnh của máy bay á đã nhẹ nhàng như vậy rồi mà chúng ta còn nói với chị tiếp viên có thể cho em mượn cái mền để cho em đắp cho đỡ lạnh không chị tiếp viên đó. Vậy thì còn gì được nữa đúng không? Nếu như chúng ta bay ở ngoài thì lạnh cực kỳ lạnh, chúng ta sẽ rất là lạnh luôn, còn chưa kể là bay trên cao trời mưa đùng 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 sét đánh gầm, chúng ta phải vừa bay vừa chịu lạnh nè, chúng ta vừa né sét nè các bạn ơi. Như vậy thì tôi không bay cao nữa, tôi bay thấp trời tà dưới đất, trời đất ơi, như vậy thì không được các bạn à. Chứ tại sao không? Tại vì người ta sẽ nói ê thằng kia nó biết bay kìa, lôi đầu nó xuống để xem mổ nó ra xem nó có gì, cái mặt nó chống chim kìa, xem chim nó có gì khác mình mà nó có thể chống chim luôn kìa các bạn à. Đó, thấy chưa, như vậy là không được, chúng ta không thể nào mà bay thấp để cho dân chúng người ta đè, người ta bắt mình mổ xẻ mình ra được, đúng không? Thế như vậy thì còn gì là oai nghi của anh hùng nữa. Vậy thì chắc làm siêu anh hùng biết bay chắc cũng khổ lắm hen. Nhưng mà cái chuyện mà bấm like, share, subscribe kênh YouTube của mình á thì nó rất là dễ các bạn à. Nên bây giờ các bạn nhớ làm nha. Quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là chúng ta sẽ nói về build đồ của con Hayate này. Nãy giờ chơi nhẹ nhẹ thôi, chết hết hai mạng là tôi không vui tí nào hết trơn rồi đó. Đó, tôi là tôi không phai rồi đó. Nên chơi gì đâu mà mới có phút 16 thôi mà đã chết hết 2 mạng, giết có 10 mạng hả các bạn. Trời ơi, chết hết 2 mạng là tôi buồn quá trời buồn. Trời ơi, buồn muốn khóc luôn. Trời ơi, đội bạn chết có 10 mạng dưới tay của tôi hả? Đó, ngon lành rồi. Bây giờ mình sẽ nói về build đồ của Hayate ngày hôm nay. Để tụi mình đập xong con bò này cái đi đó, để cho dân chúng nó đi. Rồi bây giờ mình sẽ không gian thoáng loãng như vậy rồi thì mình sẽ nói về build đồ. Và món đầu tiên Hayate lên cho mình đó chính là giày du mục. Đó, đây là cái đôi giày mà có thể tăng cho chúng ta một tốc độ di chuyển và một cái lượng tốc độ đánh cũng khá là mạnh mẽ dành cho con Hayate này. Và món đồ thứ hai mình xin trang bị cho con Hayate này đó chính là gươm sấm sét. Một cái loại gươm mà huyền thoại mà thần bí mà có thể tăng cho mình cái tốc độ đánh, vừa tốc độ đánh nè, có tỷ lệ giật điện xa nữa nè đó. Ngon lành, vừa có thể gây ra một lượng đam phép nhất định cho đối phương nữa. Là quá hợp với Hayate rồi đúng không? Vừa tăng tốc độ đánh mà vừa giật điện nữa. Rồi món đồ thứ ba đó chính là kiếm Fanir. Đó, cây kiếm này có thể giúp cho Hayate tăng một lượng tốc độ đánh nhất định và cũng có thể giúp cho Hayate có một lượng hút máu 10%. Cũng được, cũng tạm được, cũng ngon rồi đúng không? Còn có thể tăng thêm một xíu đam nữa đó. Rồi, món đồ thứ Na Tư mình trang bị cho Hayate đó chính là áo choàng băng giá. Cái áo choàng này thì vừa tăng cho Hayate một lượng đam sau khi tung chiêu ra, còn đó thấy chưa, một lượng đam khá là cũng không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó cũng vừa đủ để xài. Và đó, sau khi tung chiêu ra thì cũng gây đam cho địch rồi mà còn tăng cho mình một lượng giáp và 10% giảm hồi chiêu nữa đó, xong một cái bay hơi luôn. Rồi, món đồ thứ năm mình trang bị cho Hayate đó chính là nanh Fanir. Hồi nãy trang bị kiếm Fanir rồi, bây giờ mình trang bị thêm cái nanh Fanir nữa nha. Nanh Fanir thì vừa giúp cho mình có số máu chứ có thêm một lượng đam khá là lớn, có rất là nhiều đam luôn, tới 200 đam lận. Hả? Ngon lành rồi. Bây giờ thì mình sẽ nói món đồ cuối cùng. Món đồ cuối cùng đó chính là
giác hộ mệnh, hoặc là mấy bạn có thể lên ngoài giác hộ mệnh thì cũng có thể là liềm đoạt mạng cũng được, tùy thôi. Giống như là mình xài hết giáp hộ mệnh rồi thì mình sẽ mua cái liềm mình bỏ vô, nếu mình xài hết liềm rồi thì mình sẽ mua cái giáp bỏ vô đó, thấy không? Nhưng mà đến cuối trận thì các bạn cũng có thể bán đi đôi giày và chúng ta sẽ lên một món đồ tùy thích. Ví dụ như là ở đây team địch cũng có rất là nhiều người lên phép, cho nên là mình sẽ lên một món đồ kháng phép vậy đó. Rồi thì tùy các bạn thôi, đó là món đồ tự do cho nên là mình cũng không giới thiệu đó. Các bạn muốn lên cái gì đó cũng được. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với trận đấu ngày hôm nay, đó chính là xả nguyên cái anh ti vô luôn, vô mặt nó rồi xong hụt vậy. Trời ơi, chưa kìa, tại cái máy nó lắc đó các bạn ơi, chứ không phải tại mình đâu, tại nó lắc đó. Chứ nếu không mình cũng bay vô rồi đó. Nếu không mình bay vô là mình càng quét được đạo địch rồi, mình vuốt không được. Buồn, tại máy nó lắc đó, chứ không phải tại mình đâu đó. Rồi bây giờ bay về thôi, náo nhiệt vậy sao về nổi mày về. Bay vô, bay vô. Trời ơi, ngu sao nghe lời nó suối. Đúng không? Đứng đó quạt quạt vài cái múa cho có lệ được rồi đó, thôi đi về đó. Rồi, ê, con bò. Đúng rồi, chạy đi. Ngược nhiệt tình luôn kìa. Đó, đừng, trời ơi. Ê, tha cho tôi, bạn ơi, bạn chơi kỳ vậy, bạn chơi được cùng giết tận vậy bạn. Làm tôi mất luôn cái liềm rồi. Tôi không có phai bạn rồi, bạn cay cú tôi hay gì vậy, nãy giờ hành nó quá trời luôn, bây giờ nó cay cú mình luôn rồi kìa các bạn, nó ghim mình nãy giờ đó thiệt luôn á, nó đè nó giết mình thôi hà, giọng thứ gì đâu, âm binh đầu đinh thắt bính thiệt luôn á, nó cũng hên đầu nó không có đinh. Nếu không nó thắt bính rồi đúng không. Rồi bây giờ thì mình sẽ coi đây, trận đấu hiện tại cũng đang được san bằng, tỷ số là 33-30. Không biết team mình chơi cái gì, nó chơi cái gì mà nó thua lại cho dân chúng ăn lại luôn kìa. Trời ơi, công kỹ mình hành bên kia sắp mặt mày luôn, vậy mà nở lòng nào, nó lơ lòng nào, nó chơi như vậy rồi làm ăn được cái gì không biết nữa, thiệt luôn á. Rồi bây giờ thì gắng đếm ngược trên bảng điểm số, và sau khi đếm ngược rồi thì chủ của mình cũng đã banh rồi. Bây giờ mình sẽ bay ra để coi hốt được nhiêu đó thì hốt, không hốt được thì tôi mạng thôi đó, giống vậy đó, đi về. Mất cái giáp đi về đó, không còn được xài giáp hộ mệnh nữa thì mình sẽ gắng kiếm tiền lên cái cho mình cái liềm đi đó. Ngon lành, nhào vô con, nhào vô đó, thêm một em kiếm ăn nữa nè đó, ngon lành. Trời. Tôi là tôi không có phai bạn judo rồi đó, tôi không có phai bạn rồi đó nha bạn nha. Bạn chơi kỳ vậy, bạn tôi đang quẩy mà bạn nở lòng nào, bạn nở lòng nào, bạn đè bạn bắn tôi cho tôi chết vậy. Tôi là tôi không có phai rồi đó, tôi đang quay YouTube bạn nở lòng nào vậy hả, bạn để tình nhẹ nhẹ, tôi đang quay YouTube cho coi. Ủa sao gg rồi. À, lính đập các bạn à, chứ không phải gg nha các bạn nha, lính đập hên quá trời luôn, không ai đẩy mà lính cũng tự đẩy à, quá ngon rồi. Cảm ơn tất cả các bạn nhiều lắm, bye bye, hẹn gặp lại, nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha, bye bye.